Xin được kính chào quý đại chúng cùng quý tăng ni Phật tử. Kính thưa quý đại chúng, là hiện tại thì Đức Quốc Tràng Channel đang đi vào trong khuôn viên của một trong tứ động tâm trên đất Phật. Chúng ta biết rằng là về cuộc đời và đạo nghiệp của Đức Phật thì có bốn cái thánh tích được gọi là tứ động tâm, là bốn cái nơi mà chạm đến cái cảm xúc của mỗi chúng ta khi chúng ta đặt chân đến nơi đây. Sự linh thiêng, sự màu nhiệm, cũng như là về những cái sự hy sinh của Đức Phật. Thì cái khuôn viên này chúng ta vào đây thì chúng ta sẽ đi theo một cái vòng kinh hành từ trái sang phải. Đầu tiên là chúng ta sẽ đến với khu vực của trụ đá vua Ashoka, người đã cho xây dựng trụ đá có hình tượng con sư tử. Và hiện tại bây giờ thì cái hình ảnh đó được lấy làm quốc huy cho đất nước Ấn Độ. Sau đó chúng ta sẽ đến với cái hương thất, nơi mà Đức Phật đã đặt ra cái việc mà an cư mùa mưa trong cái truyền thống an cư kiết hạ. Sau đó chúng ta sẽ đi qua bên cái khu vực là hương thất, nơi được coi là hình thành tam bảo ra đời. Và cuối cùng thì chúng ta sẽ đến với bảo tháp chuyển pháp luân, là nơi mà Đức Phật vận hành giáo pháp. Cuối cùng thì trên đường ra thì chúng ta sẽ thấy được cái nền của cái bảo tháp trước đây, là nơi thời thờ Xá Lợi Phật. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi, đầu tiên là chúng ta sẽ đến với khu vực của trụ đá Ashoka. Đây, chúng ta di chuyển đến cái khu vực của trụ đá do vua Ashoka, tức là vua A Dục xây dựng. Ở trong khuôn viên này thì có rất là nhiều cái bảo tháp, bởi vì thời của vua Ashoka đó thì ông cho xây dựng khoảng 84.000 bảo tháp. 84.000 bảo tháp này để cho sự đánh dấu những cái di tích của Phật giáo mà thời của Đức Phật, cũng như là phát triển về biên cương. Và cái khuôn viên, cái khuôn viên của cái vườn Lộc Uyển, vườn Nai này thì rất là rộng lớn. Những cái bảo tháp trong cái khuôn viên vườn Lộc Uyển này đó thì được tìm ra, được trùng tu sửa chữa từ năm 1851 đến 1922 do những cái nhà khảo cổ của quốc Anh đó, và trong đó đứng đầu đó là nhà khảo cổ nhà Phật học Alexander Cunningham. Và từ năm 1922 đến năm 1947 đó thì đất nước Ấn Độ này thì bị rối ren rất là nhiều, cho nên những cái công trình ở trong đây thì bị phá hủy và quên lãng. Đến năm 1947 thì khi mà Ấn Độ giành độc lập đó, thì năm 1948 thì người ta mới trùng tu sửa chữa cho đến bây giờ như những hiện trạng mà chúng ta đang thấy. Và hiện tại thì Đức Quốc Tràng Channel đang có mặt ở tại cái khu vực của trụ đá Ashoka. Như chúng ta biết rằng là ở đây đó là những cái mảnh đá mà chúng ta đang thấy đây là những cái mảnh đá được gom nhặt lại từ một cái trụ đá chính mà trước đây vua Ashoka đã cho xây dựng. Nhưng mà qua thời gian, qua chiến tranh, qua tất cả những cái sự khủng hoảng thì nó bị hư hại và bị mất rất là nhiều.
Thì đời thời Đức vua có Asoka đó, thì ông đã cho xây dựng năm 249 trước Công nguyên. Thì khi ông đến đây thì nghe cái lời chia sẻ của người thầy của mình, chính là cái vị tôn giả Mục Liên Tử Đế Tu đó. Và qua những cái lời chia sẻ, những lời kể của vị tôn giả này, vị thầy của mình, thì được các chư thiên hiện lại những hình ảnh, những cảnh tượng đó, và ông vô cùng là tín ngưỡng cũng như là thâm tín, nên ông muốn xây dựng cái trụ đá để tưởng nhớ đánh dấu cái nơi mà Đức Phật đã ban giáo pháp và Tam Bảo ra đời. Cho nên là chúng ta có cái hình ảnh trụ đá này là như vậy. Đây chúng ta thấy những trụ đá này thì nó còn có những khắc những cái chữ đây. Trụ đá này thì nguyên thủy thì cao 15 mét, và ở trên đỉnh thì có khắc hình bốn con sư tử đó. Và hồi thời của Đức vua Asoka thì ông còn cho ở bên dưới chân đế đây, ông cho nấu chì đổ vô để có thể chịu đựng được sức nặng của trụ đá này. Nhưng mà thì chúng ta biết rằng là đến cái thời điểm đó là vào thế kỷ thứ 5, thứ 6, tức là khoảng năm 520, thì một cái đội quân Hung Nô đã tràn vào đây và phá hủy những cái trụ đá này. Đến năm 1900 đến năm 1791 đó, thì có một vị tướng tên là Garasin của vua Ba La Nại đó, thì một lần nữa lại phá hủy thêm một lần nữa, cho nên là ở đây nó bị hoang tàn hoang vắng hết luôn. Và đến thời của ông Alexander Cunningham thì ông mới khai quật và cho tập trung vào một cái vị trí như chúng ta đang thấy ở trên màn hình. Như đã chia sẻ thì trên đỉnh của trụ đá này thì có hình bốn con sư tử đó, và bốn con sư tử đó thì đã được lấy làm quốc huy cho đất nước Ấn Độ. Chúng ta thấy những cái chữ viết đây thì điều đó thì nó minh chứng được cho những cái điều mà thời của vua Asoka. Thì từ khi mà Đức vua đi hành hương và cho xây dựng những cái dấu tích này đó, thì có tất cả những cái di tích để lại những cái ký tự này, thì người dân ở sau này thì người ta mới biết đó là chính xác là những cái di tích, những cái dấu tích mà Đức Phật đã lưu trú, đã đi qua. Những nội dung của chữ viết này thì nó có những cái ý, thứ nhất là Đức vua xác chứng rằng là đây là nơi mà Đức Phật đã thuyết pháp bài pháp đầu tiên. Cái ý thứ hai đó là nơi đây là nơi thành lập tăng đoàn, đề cao cái sự quan trọng của tăng đoàn. Cho nên là đã có câu là nếu mà ai mà phá hoại tăng đoàn đấy, thì người đó phải mặc áo trắng, tức là ra khỏi tăng đoàn, trở thành cư sĩ. Và cái thứ ba đó là cái việc mà Đức vua đến đây đó là để viếng thăm, cho nên là đánh dấu được cái sự kiện của Đức vua đến thăm. Cho nên là ngày xưa đó thì ở trong đây, xung quanh đây thì có rất nhiều bảo tháp, là bởi vì chúng ta thấy rằng là ngày xưa thì những cái vị vua của các triều đại đó, khi đến tham quan những cái di tích này đó, thì người ta xây dựng bảo tháp, thứ nhất là để người ta cúng dường Tam Bảo, thứ hai là người ta ghi những dấu tích mà người ta đã đặt chân đến. Cũng giống như hiện nay theo cái truyền thống của người Việt Nam mình, ở chính phủ Việt Nam mình, thì các vị lãnh đạo mình đi đến đâu thì thuộc trồng cây, thì ngày xưa là các vị vua người ta xây dựng tháp. Chúng ta đến đây thì với những cái trụ đá này thì chúng ta có thể rằng là thành tâm khấn nguyện. Chữ trụ đây là có thể là chúng ta hiểu được là một cái sự kiên cố, sự trụ lại, vững chãi. Thì chúng ta có thể nguyện là đời này và kiếp này đó, thì về sau mình sinh ra được làm người thân người,
được làm người tốt, người thiện, cũng như là được gặp chánh pháp và cuộc sống trong các cái đời của vị Phật đó, được các ngài chuyển pháp luân trụ, chính là cái đại nguyện của mình. Bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp qua cái khu vực của cái di tích, cái hương thất mà Đức Phật đã lưu trú đây, để đặt ra cái truyền thống an cư kiết hạ. Đây là cái khu vực mà chúng ta có thể mang nến và mang hương ha, trầm đó. Chúng ta đến đây để chúng ta thắp ở khu vực này, là khu vực dành cho để chúng ta thắp nến. Việc chúng ta đi hành hương mà chúng ta có mang nến, mang hương để mà thắp thì rất là hay và rất ý nghĩa. Rồi bây giờ ở đây thì khu vực này đã là cái khu vực nền móng, cái nền của cái bảo tháp Xá Lợi. Chúng ta biết là đây là nơi mà tôn trí Xá Lợi của Đức Phật trước đây. Nhưng như ngay từ đầu video Đức Phật Trò Chợ Đò đã có dịp chia sẻ với ta là nơi đây là đã bị tàn phá bởi hai lần. Và lần thứ hai đó thì do một cái tướng của vị vua Hindu đó đã đập phá hát vực này và lấy cả Xá Lợi này đổ xuống dòng sông Hằng. Chính vì thế là ở đây nó hoang tàn như thế. Và sau khi đó thì các cái vị sư ở đây, người ta đã nhặt lớp lại những cái tro cốt, những Xá Lợi của Đức Phật đó, để đem về chùa Sri Lanka, ngôi chùa cần ở đây, ở khu vực của Sanat này để thờ. Cho nên là bây giờ khi mà du khách sang đó thì chúng ta sẽ được đội Xá Lợi Phật là như thế. Bây giờ xin mời quý đại chúng cũng cùng với Đức Trần Channel chúng ta sẽ qua đó, chúng ta đổi Xá Lợi Phật nha. Ở ngoài đầu cổng vào đây thì có cái cây này là cây niêm. Cây niêm này là một cái là cây mà người ta lấy cái hương, cái vị, cái chất của nó từ lá đó để người ta làm ra cái kem đánh răng Ấn Độ. Kính thưa quý đại chúng, cũng xin nói thêm rằng là ở khu vực vườn Lộc Uyển này, còn gọi là vườn Nai, là bởi vì có nhiều nguyên nhân và vậy sao mà Đức Phật sau khi ngài đắc đạo dưới cội cây Bồ Đề thì lại ngài lại quay về đây để ban hành giáo pháp mà không đi những nơi khác, thì có nhiều nguyên nhân. Nhưng mà có thể nói rằng là tiền thân của Đức Phật từng là đã làm được một cái hạnh nguyện, đó là bố thí. Và bố thí cao điểm nhất, có tài khí thí, có nhân thí vân vân, thì trong ba la mật đó cao quý nhất đó là bố thí nhân mạng. Thì Đức Phật đã có nhiều lần bố thí nhân mạng của mình. Thí dụ như tiền thân Đức Phật đã từng làm một cái con chim sẻ sẻ, thì khi mà ngài nhìn thấy có một cái con hổ nó đang cắn cổ một con nai, con hươu con, mà con nai mẹ rất là đau khổ nhưng mà không biết làm gì để cứu con mình, thì ngài cảm thương đối với một hình ảnh đó, ngài đã hy sinh cái thân mạng của mình, bay thẳng vào miệng của con cọp, con hổ đó, buộc nó phải mở miệng ra, nó há họng ra thì con nai con nó vượt mất, nó chạy mất, và ngài đã nằm trọn ở trong miệng của con cọp. Đó là hy sinh thân mạng của mình. Hay là chúng ta biết rằng là ở Kathmandu, ở Nepal hiện nay thì có một di tích rất là nổi tiếng,
đó là cái di tích là Namo Buddha. À, thì nơi đó là đã còn ghi dấu lại lịch sử tiền thân của Đức Phật đã bố thí nhân mạng cho một con cọp mẹ và bốn con cọp con. Thì năm con cọp con đó thì cái hình ảnh đó là khi mà ngài cùng với hai người anh của mình, tức là ba vị hoàng tử đó, đi dạo chơi thì gặp một cái bầy hổ nó đang đói, đang mệt lả, nằm xỉu vậy đó. Thì ngài mới hỏi người dân là nó bị gì và làm như thế nào để cứu nó. Thì người dân nói là nó kiệt sức quá, nên ngài đã cắt tay của mình để cho máu nhỏ ra, để cho hổ nó liếm được cái máu của ngài mà nó sống sót. Tuy nhiên thì nó không còn đủ sức để liếm vồ ngài nữa, cho nên là ngài phải leo lên một vách đá và nhảy xuống để tự vẫn, để cho cái xác thịt mình nó tan ra, để cho con hổ nó mới có thể sống được. Đó thì đó là hiện nay vẫn còn cái tảng đá đó, cũng như là cái ngọn đèo đồi đó, nơi mà ngài đã bố thí nhân mạng mình trong cái pháp Ba La Mật. Chính vì thế là chúng ta thấy rằng là ngài, tiền thân của ngài thì đã làm rất là nhiều, cũng như cái vườn nai này thì có một cái tiền thân của ngài, ngài đã làm một cái con nai chúa. Truyền thuyết đó thì trong cái truyền thống trước đây đó thì có một cái ông vua, ông này ông rất là thích đi săn nai, cho nên là ông thường xuyên săn nai và làm cho những cái đàn nai này nó rất là và cái câu chuyện mà cọp đó thì chính là tiền thân đó, là chính là bây giờ đó là ngài và năm anh em Kiều Trần Như đó, thì nó đều có mối quan hệ hết. Cũng như là khi ngài làm cái con Lộc Vương đó, thì hôm nay chúa đó thì với cái sự săn bắn của ông vua thì làm những cho những con vật đây, con nai đây rất là hoảng sợ, thì mới lập ra một cái quy định rằng là mỗi một năm như vậy đó thì sẽ có một cái con nai hy sinh để cho ông vua này ông săn bắn. Và đến một năm nọ thì đến cái lượt của con nai này, nó phải nạp thân cho ông vua này ông đi săn bắn. Nhưng mà nó là một con nai cái và nó đang mang thai, gần đến ngày nó phải sinh nở rồi, cho nên là với cảm thương được cái hình ảnh đó thì ngài nói rằng là thôi, bây giờ ngươi cứ sinh nở đi, ngươi cứ sinh nở đi, và để cái việc mà hy sinh thân mạng nạp cho ông vua nẫm săn bắn đó thì đã để cho ta. Cho nên là ngài cũng nói rằng là ngươi hãy sinh nở con cho mẹ tròn con vuông, và nuôi dạy cho mọi điều tốt đẹp. Thì ngài đã ra đi để hy sinh trong cái lần nạp mạng đó, và ngài đã đến trước mặt ông vua đó và đã nói rằng là ngài xin được thế mạng cho cái con nai mẹ kia. Thì ông vua này ông rất là kinh ngạc và ông rất là nể phục, bởi vì ông thấy rằng là một cái loài nai mà nó còn thương người, thương đồng loại đến như thế, huống chi ông là con người mà ông không làm được cái điều đó, ông bị giết hại như vậy thì chẳng khác nào là ông còn thua chống loài của con nai. Cho nên là từ đó thì ông không còn săn bắn nữa. Ở nơi đó thì cái khu vực đàn nai được sinh sôi nảy nở nhiều hơn, cho nên rất nhiều nai, và cái khu vực này chính là cái vườn Lộc Uyển bây giờ. Và cái con nai mẹ cũng như con nai con đó là chính là tiền thân của vợ ngài, đó là bà Ayuya Đà Gia, và cái đứa con của ngài đó là A Hầu La. Thì tất cả đều có một cái cơ duyên, đều có một cái tiền thân tiền định hết. Thì ở cái khu vực vườn Lộc Uyển, vườn nai này thì cũng có một cái câu chuyện về tiền thân của ngài trước đây, để nói đến một cái sự hạnh nguyện của ngài về sự hy sinh Ba La Mật, cái hy sinh thân mạng như thế.